Thưa quý vị, tiếp tục với hành trình cặp lá yêu thương tại tỉnh An Giang. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời quý vị khán giả đến với một lời mời về với ngôi nhà nhỏ của em Nguyễn Thành Tựu tại ấp Bình Phú 1, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành. Căn nhà tuy nhỏ nhưng nó là nơi sinh sống của 7 thành viên trong gia đình, không quá khang trang. Thế nhưng đó cũng là nơi mà Thành Tựu và các anh chị em của mình cảm thấy tự hào và ấm áp nhất. Xin chào tất cả mọi người, con tên là Nguyễn Thành Tựu, con là học sinh lớp 5, trường tiểu học Bơ Bình Hòa. Hôm nay con xin giới thiệu về căn nhà của con, xin mời mọi người đi theo. Đây là vườn bông lan của gia đình con trồng để làm cho ngôi nhà thêm đẹp. Xin mời mọi người vô đây. Đây là nhà bếp của con, nơi mà mẹ con chế biến những món ăn ngon cho gia đình. Còn đây là nơi học tập của con, mỗi ngày. Còn đây là gia đình của con. Chồng tôi đi làm thuê là mướn ai thế gì thì làm đó vậy đó. Tôi thì chỉ ở nhà chăm mấy đứa nhỏ thôi. Tại vì con nó còn nhỏ nên không có đi làm gì được. Gia đình đông con, chị Giang loanh quanh ở nhà nuôi mấy con gà và trông chờ vào đống lương ít ỏi của chồng. Có những lúc kinh tế không đủ, anh chị cũng chỉ nghĩ đến việc cho con nghỉ học. Nhầm khi cũng muốn cho con nghỉ lắm, nhưng mà suy nghĩ lại nếu nó nghỉ thì sau này nó làm mướn giống mình. Sợ nó không có phát triển, tương lai nó không có. Thương ba mẹ, thương các em, Thành Tựu cũng giúp được ba mẹ mấy công việc lặt vặt trong nhà. Chiều chiều, Tựu mon men theo từng bờ ruộng, mò từng cái hang để kiếm mấy con cua về làm nguyên liệu cho bữa cơm của gia đình. Nhằm khi thấy con cực khổ thì cũng la nó, nhưng mà tại nó muốn. Như nó nói là để con đi vớt, con bán, con kiếm tiền, con đi học, con khỏi xin mẹ. Những cột chống nhà mỏng manh, hàng ngày vẫn đang nâng đỡ cho sự trưởng thành của mấy đứa nhỏ. Với Tựu thì căn nhà này luôn là niềm tự hào. Nhà thì có mưa thì nó cũng không có làm ướt mà được mình. Trong nhà này cái gì cũng như cái gì. Hết thì em thích hết. Vì cái nào cũng đẹp hết á. Con thương ba mẹ không? Không. Vì sao? Tại lúc đó là con còn nhỏ nên con không có biết lớn nên cái con biết liền. Có lúc thì cũng muốn các cái nhà khá khá bự bự chút để cho con cái nó có chỗ ăn, chỗ học, đồ cho đàng hoàng, nhưng mà tại mình chưa có điều kiện. Bên này là nhà, qua một xào ruộng là anh em Tựu có thể đến trường thôi. Đường thì gần lắm, nhưng sao thấy tương lai xa thế. Lớn lên em sẽ xây cho ba mẹ một căn nhà to có một vườn hoa phía trước và tất cả mọi người đều quây quần bên nhau sống vui vẻ hạnh phúc.